Xin chào tất cả các bạn. Nay bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết một cuộn tem đề can in thông thường và một cuộn tem đề can in nhiệt. Thì cuộn tem đề can in thông thường sẽ in gián tiếp qua cuộn du băng mực, còn cuộn tem đề can in nhiệt sẽ được tráng một lớp mực than trực tiếp lên cuộn tem. Thì cách nhận biết như sau: các bạn có thể dùng tay các bạn chà lên một con tem bất kỳ. Nếu con tem nào mà lên lớp mực mờ mờ thì đó là con tem đại can in nhiệt. Còn con tem nào không có lên lớp mực than mờ mờ thì đó là cuộn tem đại can in thông thường. Còn cách thứ hai dễ nhận biết nhất thì các bạn dùng cây bật lửa, các bạn sẽ hơ vào cuộn tem. Cuộn tem nào lên lớp mực thì đó là cuộn tem đề can in nhiệt. Còn cuộn tem nào không có lên lớp mực thì đó là cuộn tem đề can in thông thường. Thì đây các bạn, đấy là cái cuộn này là cuộn tem đề can in nhiệt trực tiếp. Đến cuộn này thì mình sẽ hơ vào. Đấy, các bạn thấy không? Tùy vào máy in tem đề can nhà các bạn đang sử dụng loại nào thì các bạn sẽ mua cuộn tem đề can tương ứng với máy các bạn đang sử dụng. Các bạn cần hỗ trợ và tư vấn thì các bạn liên hệ qua số điện thoại của bên mình để trên video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.